chào chị Thảo, chị có thể giới thiệu qua bản thân mình được không ạ? Em tên là Thảo, hiện tại thì em đang mới chuyển sang cái mảng cho thuê và cho thuê lại. Em đang muốn tập trung vào làm cái mảng đấy trong năm nay. Thì chị có thể chia sẻ cái chuyên cơ nào đưa chị đến tham dự các khóa học của Nick hiện nay không? Thì em biết thầy Tiến có một người bạn, em có học hai buổi học lớp fail của thầy á, thì em nhận thấy được rất là nhiều giá trị, và quyết định là đăng ký cái lớp học này để em học nâng cao kiến thức của mình. Sau đây là ngày học thứ ba của lớp Star Môi Giới thôi, thì chị có cảm nhận như thế nào về chất lượng đào tạo của Nick hiện nay không ạ? Em cảm thấy rất là tuyệt vời. Em thấy là được mở mang kiến thức về tư duy, cách làm, và em được thực hành luôn. Em thấy là khi mà áp dụng vào, mình thấy đúng là cách làm việc của mình ngày trước sai rất là nhiều. Và người ta nói câu là mình không thể làm muốn kết quả tốt hơn khi mà hành động cũ được. Nhưng là khi mà hành động mới thì em thấy là tiến triển ngay trong tại lớp học khi mà em thay đổi cách làm, thay đổi cách tư duy. Không biết là cái điều gì khiến chị tâm đắc nhất khi mà chị lựa chọn tham gia học tập cũng như là sinh hoạt tại Nick không ạ? Tâm đắc nhất thì em thấy rằng là đến đây thì em được gặp rất là nhiều người giỏi, những anh chị đã đầu tư rồi, và những người kinh nghiệm bán hàng sale rất là tốt, cơ hội rất là nhiều khi mà đến với lớp học. Vì sau đó là những cái kiến thức của thầy rất là chất lượng, rất là tâm đắc, và em thấy là được sự cho đi của thầy rất là nhiều, và em cảm thấy là đây là một quyết định rất đúng đắn khi mà em đăng ký tham gia lớp học. Có điều gì mà chị muốn nhắn nhủ cho tất cả những anh chị học viên khác không ạ? Một điều em muốn nhắn nhủ với anh chị là có tiền mới đầu tư, hay đầu tư mới có tiền, thì mình nên đầu tư vào chính bản thân mình trước khi mà mình đầu tư vào con người mình rồi. Đây là một cái khoản đầu tư sinh lời rất là tốt, không bị lỗ đâu ạ. Nên là anh chị hãy đăng ký đầu tư và đến với thầy Tiến, một người thầy rất là tuyệt vời, để có thể nhận được những giá trị rồi gọi là wow đấy ạ, giá trị wow rất là tốt ạ. Vâng, xin chân thành cảm ơn chị Thảo, và chúc chị và gia đình sức khỏe thành công. Nick đã đào tạo hơn 200.000 học viên từ năm 2012. Bạn có muốn tìm hiểu các bí quyết kinh doanh và đầu tư trong cộng đồng Nick Family với hơn 3.000 thành viên toàn quốc và bên ngoài không ai tiết lộ? Đăng ký ngay để trở thành thành viên. Hotline 19006713, website nickadu.vn.